Tôi cảm thấy rất là đẹp, rất là rộng rãi và nội thất rất là sang trọng. Thứ nhất là chỗ ngồi này rất là thoải mái. Cái thứ hai là tôi thấy có nội thất được thiết kế là có giảm vân gỗ, cảm giác cho chúng ta thấy rất là nổi bật. Tôi thấy là cabin rất là rộng rãi, tạo cảm giác rất là thoải mái cho lái xe. Thứ hai là về hệ thống gương thì được thiết kế rộng hơn, nhìn thoáng hơn. Thứ ba là hệ thống đèn thiết kế cũng rất là rộng và rất là hợp lý, mình cảm thấy là rất là đẹp. Tôi rất thích cần số, rất là thoải mái, không gian rộng rãi và không có cái cản trở. Nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, máy rất là êm và bốc nữa so với các máy cơ bình thường mà chúng ta đã được sử dụng. Tay số của xe thì mình cảm thấy là được thiết kế khác hơn, thiết kế với đằng trước. Lái xe vào số hay là ra số thì nó rất là tiện. Cái thứ hai là về cái bảng điều khiển thiết kế cũng khác đi và rất tiện cho lái xe. Vấn đề thứ nhất là chất lượng nó được đánh giá như là chất lượng của châu Âu. Nó ngang ngửa như những xe của bên Nhật, bên Hàn. Cái thứ hai là tôi thấy rằng là cái mức độ tiêu thụ nó rất là phù hợp. Cái thứ ba nữa là mức độ quay vòng vốn nó rất là nhanh và hiệu quả. Và cái cuối cùng tôi cảm thấy rất là an toàn khi mà giao cái xe này cho anh em lái xe để vận hành. Tôi thấy rất là phù hợp với cung đường của giao thông của Việt Nam và phù hợp với lại các công ty vận tải hàng hóa của Việt Nam. Với cái chi phí vốn ban đầu bỏ ra thì thấp hơn nhưng mà cái chất lượng rất là tốt. Với cái chi phí như vậy thì là sẽ giúp ích cho công ty tôi xoay vòng vốn nhanh và khấu hao nhanh hơn so với những cái dòng xe của Hàn Quốc và Nhật Bản. Mấy cái lý do trên tôi quyết định sẽ chọn cái xe này trong thời gian tương lai. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè và các đồng nghiệp của tôi và công ty chúng tôi làm. Tôi thấy là cái xe này rất là đẹp và tôi cũng rất muốn sở hữu một chiếc xe như thế này.